Review Phi vụ thế kỷ 2 Now You See Me 2. Phi vụ thế kỷ 2 Now You See Me 2 hôm nay đã có suất chiếu sớm tại một số rạp chiếu phim ở thành phố Hồ Chí Minh. Khen phim lại tiếp tục râm rủi trà lết tại CGV để mang đến cho các bạn những review nhanh và chân thật nhất, đồng thời cũng nói lên một vài cảm nhận cá nhân khi xem phim. Phim này mình cũng đã coi phần 1 ở rạp 3 năm trước và hoàn toàn bị sốc bởi nội dung của phim. Dù biết CGV có suất chiếu sớm vào ngày 9 tháng 6 nhưng mình lại quên book vé sớm. Mình nghĩ rằng CGV sẽ vắng, ít khách nên từ từ book cũng được. Hậu quả là ghế VIP thì vẫn còn, hàng ghế thì cũng đẹp, hàng E, nhưng số ghế thì lại là 4. Hơi chích về phía bên phải của khán phòng một xíu làm trải nghiệm phim có giảm đi một đôi chút. Nhưng mà khi ra về, được nhân viên CGV cười tươi cúi chào tận 2 lần nên khen phim cũng thấy không có gì phải bận lòng. Nhưng mà cái phần hấp dẫn là nhân viên của CGV mà là nội dung của Now You See Me 2. Phần 2 của phim thì khá là ít liên quan với phần 1. Phi vụ thế kỷ 2 kể về một câu chuyện mới với một cốt truyện mới và làm khán giả dán chặt vào màn ảnh với những tình tiết lôi cuốn, gay cấn. Cùng với sự xuất hiện tuyệt vời của dàn diễn viên nổi tiếng như Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Danny Radcliffe, Jay Chou đã thực sự làm hài lòng khán giả. Hôm nay, liên tục những tiếng ồ, à, tỏ vẻ ngạc nhiên vang lên trong phòng chiếu khi những tình tiết ảo thuật trong phim được giải thích. Sẵn tiện nói về phần ảo thuật, khen phim sẽ nhận xét một xíu về nó. Trong phim, những màn ảo thuật của nhóm kỵ sĩ luôn thu hút khán giả những pha trình diễn đẹp mắt, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và thót tim hồi hộp chờ đợi những tình tiết sẽ diễn ra tiếp theo. Bạn nhận ra anh chàng cầm chiếc nón chứ? Anh ấy từng tham gia diễn xuất trong Victor Frampton năm 2015, Harry Potter và December Boy năm 2007. Với dàn diễn viên nổi đình nổi đám như khen phim đã kể ở trên, diễn xuất của họ khỏi chê luôn. Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ thấy luôn cảnh diễn trong diễn rất chi là tuyệt vời. Bạn sẽ phải há hốc mồm, tròn xoe mắt tận ngạc nhiên khi chứng kiến bốn ảo thuật gia truyền tay nhau một con chip máy tính để tránh khỏi sự xếp của nhân viên an ninh. Và hãy cố giữ bình tĩnh bạn nhé, bởi vì đến cuối phim, bạn sẽ còn chứng kiến một màn ảo thuật khác cực kỳ hấp dẫn nữa. Khen phim đảm bảo là bạn sẽ không hề tiếc tiền khi xem xong Phi vụ thế kỷ 2. Phim này thì không sử dụng nhiều kỹ xảo lắm, điều đó mang lại cho khán giả một cái gì đó chân thật khi xem. Những cảnh quay không bị ảo hóa bởi kỹ xảo máy tính như Civil War hay những kỹ xảo làm chưa tới trong The Conjuring 2. Không chỉ hấp dẫn bởi những màn ảo thuật, Phi vụ thế kỷ 2 còn hấp dẫn khán giả bởi phần âm nhạc đơn giản nhưng lại không hề nhàm chán. Chúng góp phần đẩy nhịp phim lên cao trào, tăng cảm giác hồi hộp cho khán giả. Và tiện đang nói về cao trào, khen phim thấy Phi vụ thế kỷ 2 có nhịp phim nhanh, dồn dập, càng về sau thì sự gay cấn của phim càng cao. Về khoản này thì phim thực sự đã ăn đứt The Conjuring 2 các bạn nhé. Phi vụ thế kỷ 2 Now You See Me 2 sẽ được khởi chiếu chính thức từ ngày 10 tháng 6 năm 2016 ở các rạp trên toàn quốc. Lưu ý, các bạn có thể sẽ thấy review này thiếu thiếu cái gì đó, mình cũng vậy. Phim quá hay và khen phim hoàn toàn bị lôi cuốn vào những diễn biến trong phim nên thực sự không thể diễn tả được hết cái hay của nó bằng từ ngữ được. Hãy cứ ra rạp và thưởng thức Phi vụ thế kỷ 2 các bạn nhé. Bạn nào đã xem phim phần 1 thì cũng đừng lo lắng, phần 2 cũng hay y như phần 1 vậy đó. Lưu ý 2, Microsoft hân hạnh tài trợ chương trình này.